hỗ trợ đón và cách ly du học sinh Hàn Quốc cách ly trong vòng 7 ngày và mỗi người chỉ với 2 triệu Việt Nam đồng thì nó sẽ như thế nào? Ngày hôm nay mời mọi người cùng với Thành Alpha sẽ đi đón du học sinh nhập cảnh vào Hàn Quốc nhá. Bình thường học sinh cách ly mất 10 đến 15 triệu rất là xót xa, nên ngày hôm nay Thành quyết định chỉ với 2 triệu đồng cho các bạn cách ly 7 ngày thì có được hay không? Trước một buổi tối Thành lên sân bay Incheon và ngủ tại phòng ngủ của sân bay. Bởi vì Thành muốn sáng ngày mai các bạn điện Thành hay có vấn đề gì Thành sẽ ngay lập tức có mặt ở sân bay để giải quyết mọi vấn đề. Tối ngày hôm đấy thì ở Alpha các bạn đã chuẩn bị hoàn tất thủ tục hành lý cũng như là mọi thứ để xuất phát lên sân bay. Thời tiết thì có một chút mưa nhưng mà không sao, Alpha đã chuẩn bị một cái xe 45 chỗ giường nằm cho các bạn có thể rất là cảm ơn các bạn đến tận bây giờ vẫn mặc áo đồng phục của Alpha và để chụp một tấm hình kỷ niệm cùng với nhau rất là đẹp. Các bạn nào đã từng đi nước thì biết không thể thiếu được là cửa ra tàu bay. Đây là cái nơi mà nhiều cảm xúc nhất, gì đấy gọi là lưu luyến. Chính xác đoàn bay là 26 bạn, tuy nhiên là có 6 bạn bị Covid nên là bay đợt sau. 5 giờ sáng Thành ghé tiệm bánh hamburger để mua cho mỗi bạn một cái bánh. Bởi vì chắc chắn luôn khi máy bay hạ cánh các bạn ngồi lên xe buýt thì cũng rất là đói bụng rồi. Mấy đứa mà khi ăn cái hamburger này nhá, nhớ nhá, cái bánh đầu tiên được ăn ở Hàn, sau này có gì mời anh ăn thịt bò nhá. Đây rồi, những cái chiến binh đầu tiên của Alpha đã ra. Và thường thường khi mà Thành đón một cái đoàn lớn thì Thành sẽ xin các chú bảo vệ vào phía trong để mà hướng dẫn cho các bạn đấy. Tập hợp xong đếm đi đếm lại đủ 20 bạn thì bắt đầu xuất phát ra xe buýt để mà về cái điểm cách ly. Rất là thích những chú bảo vệ ở sân bay nhé, rất là thân thiện và hướng dẫn rất là nhiệt tình cho học sinh. Kể cả mà các bạn có biết tiếng hay không biết tiếng thì nhìn cử chỉ là biết rồi, rất là lịch sự, kể cả cúi chào. Huấn luyện luôn ngay ban đầu, học sinh nam cứ bê nặng, còn học sinh nữ thì xếp mấy cái này vào cho nó gọn gàng, sang đây là phải thế. Ok, may quá vẫn đủ quân số. Bây giờ cái giờ này gọi là cái giờ bắt đầu dặn dò học sinh này, nghe nó có vẻ hơi từ oai. Bây giờ á, có nghĩa là các bạn bắt đầu là từ lập rồi, được chuyển từ nhà ra Hà Nội nó là khác rồi. Một con từ Việt Nam mà sang Hàn làm cái thể giới hoàn toàn khác. Nói thì dài lắm nhưng mà cắt một đoạn thôi thì các bạn còn ăn uống lấy sức đã. Đến Bô Con Sô ấy, ở đây người ta gọi là cái trạm y tế, các bạn có thể được test PCR nhập cảnh. Các bạn sẽ cách ly 7 ngày nếu như mà chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nhưng hiện tại bây giờ kể cả tiêm đủ 2 mũi vaccine ở Hàn thì cũng cần phải cách ly 7 ngày. Việt Nam mình không được miễn nữa. Về đến phòng trọ bắt đầu phân chia phòng cho các bạn mỗi phòng. Phòng thì nó hơi là nhỏ nhưng mà không cần cộng nên là các bạn có thể ở tạm đây cũng được. Thành nghĩ là như thế này sau này các bạn muốn chuyển chỗ nào nó cũng thoải mái, bởi vì nó không vướng vấn gì cái cọc cá. Cuối cùng là dặn dò các bạn du học sinh mới sang thì nó sẽ phải như thế nào. Còn chúng mình thì phải kiếm cái gì lót cái bụng đã, đói không chịu được các bạn. Chúng mình là du học Alpha, chuyên giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn liên quan đến du học Hàn Quốc. Nếu muốn đi du học hãy liên hệ ngay với Alpha nhá. Bye bye.